Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu về ngữ pháp cảm thán neo. Động tính từ đi với neo có nghĩa là thế hoặc nhỉ. Ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở bài số 8, giáo trình sợ tiếng Hàn Seoul 1A. Neo sử dụng khi biểu hiện cảm xúc hoặc cảm thán về một nội dung hoặc một sự thật mới được biết đến. Sử dụng kết hợp với động tính từ, thì chúng ta lưu ý chúng ta chỉ cần bỏ chữ ta và thêm neo vào trong các trường hợp. Ví dụ, sa ta là rẻ, sa neo. Ô ta là đến, ô neo. Tập ta là nóng, tập neo. mực ta là ăn, mực neo. Ví dụ, bô cha ga. Hăn ké y chơn uôn Sa neo. Tô 네, 조금 cơm 조금 덥네요. 음식이 cơm thập 안 món ăn đó như thế nào 정말 맛있네요 thực sự rất là ngon 비가 많이 오네요 mưa nhiều thế nhỉ Steven 가방은 많이 아 빵은 많이 먹네요 Steven ăn bánh nhiều đấy Át neo, ớt neo được sử dụng cho các sự kiện trong quá khứ hoặc các sự kiện đã xảy ra. Nuni o neo đang rơi. Nuni oan neo là tuyết đã rơi rồi, thể hiện sự cảm thán. Nuni oan neo có nghĩa là trường hợp sau khi tuyết dừng rơi rồi mới biết được một sự thật là tuyết đã rơi, như là nhìn thấy tuyết trên mặt đất chẳng hạn. 줄리앙 씨 어렸을 때가 키가 어렸을 때는 키가 작았네요. 그 nhìn vào bức ảnh biết được sự thật trong quá khứ là bạn Julian uh, ngày xưa rất là thấp. Tính từ đi với kunyo, động từ đi với nân kunyo cũng được dùng để biểu hiện cảm xúc hoặc cảm thán ngạc nhiên nhưng đem lại cảm giác tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Chúng ta có thể dùng thay cho neo bằng cách là chúng ta tính từ đi với kunyo động từ đi với Nen kunyo. Ví dụ sa thì thành Sakunyo, Tupta thành, thành, kunyo, top ta thành top kunyo, o thành o kunyo, Mokta ta thành mọt kunyo. Ví dụ ở đây chúng ta xem, 모자가 한 개에 이천 sa kunyo 더워요? 네, 조금 덥군요. 비가 많이 오는군요. 스티븐 씨는 빵은 많이 먹는군요. 비즈가 네, 맛있네요. 비즈가 아주 맛있군요. 네요, 대현 감속. sự ngạc nhiên của người nói nên không dùng diễn đạt điều gì đó nghe được từ người khác, nêu chỉ biểu thị cảm xúc hoặc nhận định của chính người nói. Ví dụ ở đây, cứ si Không dùng, chúng ta chỉ đi với danh đi với tính từ. ạ. À tiếp theo. 어제 커피를 다섯 잔 마셨어요. 많이 마셨네요. 다섯 잔 마셨네요. Chúng ta không dùng cái này với danh từ. Nên các bạn chú ý như vậy. Và diễn đạt chính cái cảm giác của người nói ạ. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé ngoài ra các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc show edu vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa, trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukohasosomida, bye bye.